ngày 23 tháng 3 năm 2022, Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã bắt Đinh Tấn Lợi sinh năm 2000, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam và Phạm Thị Thùy Linh sinh năm 1999, ngụ xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, do Phạm Thị Thùy Linh có quen với anh Võ Văn A, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam trên mạng xã hội, nên tối ngày 20 tháng 3 năm 2022, Linh cùng với Lợi sau khi uống rượu đã cùng nhau tìm cách cướp tài sản của anh A. Để thực hiện mục đích của mình, Linh gọi điện thoại nhờ anh A đến trường trung học phổ thông Quảng Trọng Hoàng ở xã An Thạnh để giả vờ nhờ trở về thị trấn Mỏ Cày. Khi đến khu vực cách trường khoảng 200m, Lợi ẩn nấp trong bụi cây, xông ra dùng tuyết sắt và tay đánh anh A. Do bị đánh nên anh A đã bỏ chạy để lại xe mô tô. Linh và Lợi mở cốp yên xe anh A, lấy một ví da màu đen, bên trong có 2.000 đồng và một số giấy tờ của bị hại. Sau đó lấy xe mô tô của anh A rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Mỏ Cày Nam đã khẩn trương điều tra, xác minh. Kết quả xác định được Lợi và Linh là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phạm Thị Thùy Linh và Đinh Tấn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.